Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số nội dung chính có trong bản tin chiều nay. Nông dân gặp nhiều khó khăn trong sản xuất vụ lúa đông xuân 2016-2017. Báo động an toàn cháy nổ ở các quán karaoke ghi nhận sau vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một cơ sở karaoke ở Hà Nội vào ngày 1 tháng 11 vừa qua. Tin thế giới. Tổng thư ký mới của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác với Mỹ. Cùng với nhiều dự án quan trọng được Trung ương đầu tư, tỉnh Long An đã và đang nỗ lực khơi dậy nguồn lực, tăng sức hút đầu tư, phát triển giao thông, phục vụ phát triển công nghiệp. Dù chưa đạt kết quả như kỳ vọng, nhưng chương trình đã từng bước gỡ nút thắt liên kết cho phát triển. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 4 quốc lộ và một đường cao tốc đi qua. Dự kiến trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh Long An, Trung ương sẽ đầu tư thêm 2 tuyến xe lửa, tuyến vành đai 3, vành đai 4 của thành phố Hồ Chí Minh qua tỉnh. Bổ sung tuyến xe buýt tần suất nhanh thành phố Tân An, Bến Lức, thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn Long An là các tuyến cao tốc. Bên cạnh cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương còn có 2 tuyến cao tốc khác là Bến Lức Long Thành đang được thi công xây dựng và Bến Lức Hiệp Phước đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Ngoài các dự án do Trung ương đầu tư, tỉnh Long An cũng dồn sức đầu tư hệ thống hạ tầng tỉnh lộ với mục tiêu liên kết các vùng kinh tế động lực trong tỉnh như đường Tân Tập – Long Hậu, đường Thủ Thừa – Bình Khánh, đường nối quốc lộ N1, quốc lộ 62, kênh 79. Với các dự án có mang tính chất kết nối vùng, Long An cũng thu xếp vốn đầu tư. Bức tranh giao thông Long An dần được hoàn thiện đồng bộ và đang bước vào thời kỳ hoạt động hiệu quả, đáp ứng giao thương đi lại giữa Long An với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đầu tư. Theo Trạm quản lý khai thác công trình thủy lợi huyện Tân Hưng, lũ năm 2016 đã đạt đỉnh vào ngày 22 tháng 10 năm 2016 với mức 2,35m, cao hơn đỉnh lũ năm 2015 là 73cm. Mặc dù mức nước lũ năm nay cao hơn năm trước nhưng vẫn ở mức thấp. Lũ về muộn, tình hình thời tiết lại diễn biến bất thường nên gây nhiều khó khăn cho nông dân trong sản xuất vụ đông xuân 2016-2017. Ông Võ Văn Dũng, ấp Kinh Cũ, xã Hương Điền B cho biết, do thấy lũ nhỏ nên gia đình ông tranh thủ xuống giống lúa đông xuân sớm. Đến nay, lúa đã được hơn 20 ngày tuổi. Tuy nhiên, từ khi xuống giống đến nay, ngày nào trời cũng mưa nên ông phải bơm nước ra liên tục và cấy chậm lúa lại nhiều lần. Là tôi xả là bữa nào cũng mưa hết, là mỗi lần rút ra là 7 cử 6 cử là rút 20 lít lít xăng. Giờ là mua thuốc ốc bu vàng là mỗi một ký 90 ngàn thì mua là 6 ký rồi. Bây giờ bắt buộc gì mày phải chịu thôi, nhưng cách sao giờ. Không chỉ diện tích gieo xạ sớm mà lúa gieo xạ đúng theo lịch thời vụ cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết. Ông Nguyễn Văn Đình, ấp Kinh Mới, xã Hương Điền B, xạ lúa đúng theo khung lịch thời vụ đợt 1. Tuy nhiên, do gặp mưa liên tục nên ông đang chuẩn bị gieo xạ lại. Lúa tôi mới xạ là mắc mưa, rồi bây giờ giống thì nó lúng, rồi thêm dĩ ốc nữa, rồi sổ nước ra không được nữa, mắc chủng nữa. Thành thử ra nó hao giống cỡ là 30-40% đó. Cho nên bây giờ ngâm giống tiếp, xạ thêm. Gặp mưa lũ nhiều thì lúa bị thiệt hại, nhưng ở những vùng nước lũ không đến được cũng không phải thuận lợi. Không có phù sa bồi đắp, vệ sinh đồng ruộng khó khăn, do đó nông dân đang lo nguy cơ dịch hại trong mùa vụ tới sẽ tăng cao. Theo thống kê, đến thời điểm này, xã Hương Điền có hơn 60 hectare lúa đông xuân gieo xạ sớm bị thiệt hại, trong đó có 30 hectare bị mất trắng. Riêng xã Hương Điền B có 10 hectare bị mất trắng. Thưa quý vị, mặc dù chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học CWAP giai đoạn 2010-2016 đã kết thúc vào tháng 6 vừa qua, tuy nhiên, theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, chương trình sẽ tiếp tục được duy trì, nhân rộng tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trong toàn ngành. Long An là một trong 36 địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học CWAP nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học thông qua việc hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi sang mô hình dạy và học cả ngày. Chương trình CWAP được triển khai từ năm học 2010-2011. Tỉnh hiện có 48 trường thuộc chính quyền thị xã tham gia. Sau 6 năm thực hiện chương trình, hoạt động của các trường có nhiều chuyển biến, nhất là việc chuyển đổi mô hình từ học nửa ngày sang học cả ngày, các hoạt động ăn trưa, nghỉ trưa, trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu. Từ đó, giúp nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh. Ngoài ra, chương trình còn huy động được sự đóng góp từ nguồn lực xã hội và phụ huynh học sinh, góp phần giảm chênh lệch trong quá trình phát triển giáo dục,
đào tạo ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Được biết, tổng kinh phí thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường hợp CWAT tại Long An là trên 102 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ODA của chính phủ trên 83 tỷ, nguồn vốn đối ứng của địa phương gần 10 tỷ đồng và nguồn vốn vận động xã hội hóa giáo dục trên 9 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quy trình thực hiện thí điểm việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố. Theo đó, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể gửi kiến nghị vướng mắc đến các cơ quan thẩm quyền hoặc trực tiếp cho thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Thời gian xử lý kể từ khi tiếp nhận là không quá 7 ngày đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan tiếp nhận và không quá 20 ngày làm việc đối với các trường hợp phức tạp liên quan đến nhiều cấp ngành. Kết quả xử lý kiến nghị sẽ được chuyển trả trực tiếp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng. Sau thời gian thí điểm đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017, các ngành sẽ tiến hành đánh giá tình hình thực hiện thí điểm, tiến tới xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố nhằm góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện môi trường kinh doanh của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Theo tờ Daily Mail của Anh, vừa đưa ra danh sách 16 ngôi chùa có kiến trúc đẹp nhất thế giới do báo này bình chọn. Chùa Trấn Quốc là đại diện duy nhất ở Việt Nam nằm trong bảng xếp hạng này. Chùa Trấn Quốc được xếp vào danh sách này với lời bình: Chùa Trấn Quốc ở Hà Nội nằm trên một đảo nhỏ ở phía đông của Hồ Tây. Chùa Trấn Quốc được coi là ngôi chùa cổ nhất Hà Nội với hơn 1.500 năm tuổi. Chùa Trấn Quốc có kiến trúc giống như một bông sen đang nở, được xây dựng từ thời Tiền Lý dưới thời vua Lý Nam Đế 541-547. Trong chùa hiện nay còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị văn hóa, lịch sử như bộ tượng thờ ở Thượng Điện, đặc biệt là pho tượng Thích Ca nhập Niết Bàn. Ngôi chùa là điểm đến hấp dẫn thu hút nhiều Phật tử và du khách đến tham quan. Cùng nằm trong danh sách này còn có các ngôi chùa trên khắp thế giới như chùa Toji, Kyoto, Nhật Bản, chùa Lampang, Thái Lan, chùa Svidagon, Yangon, Myanmar. Thưa quý vị và các bạn, vụ cháy quán karaoke tại số 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội cho thấy nhiều bất cập trong công tác an toàn phòng cháy. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 23 vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke gây thiệt hại 9 tỷ đồng, làm 13 người chết, 2 người bị thương. Vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke tại số 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 1 tháng 11 năm 2016 đã gây thiệt hại nặng về người. 13 người chết là con số hết sức đau lòng. Thiệt hại tài sản vẫn chưa thể thống kê đầy đủ. Vụ việc trên gây hoang mang cho xã hội, đặt ra vấn đề lớn và nghiêm túc về công tác an toàn phòng cháy cũng như công tác quản lý nhà nước về phòng chống cháy nổ. Chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội từ đầu năm đến nay đã xảy ra 6 vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke. Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, những nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ cháy quán karaoke là chập điện các biển quảng cáo mặt ngoài nhà. Sau đó cháy lan vào trong gây cháy lớn hoặc chập điện gây vật liệu cách âm của các phòng hát, sau đó cháy lan sang các phòng khác. Mặt khác, việc tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hàn cắt kim loại dẫn đến cháy lan diễn ra phổ biến. Thì các cơ sở kinh doanh karaoke thường được thiết kế rất kín để tránh tiếng ồn. Mặt trước của tòa nhà thì hầu như bị che chắn bởi các cái biển quảng cáo. Điều kiện thông gió gần như là không có, nên khi xảy ra cháy sẽ gây hiện tượng tụ khói, gây khó khăn cho lực lượng tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong các cơ sở này thì thường sử dụng các cái vật liệu trang trí nội thất cách âm dễ cháy như là mút xốp, cao su, phông rèm. Khi có cháy, tốc độ cháy lan rất nhanh, tỏa nhiều khói độc, nên người trong quán không phát hiện sớm và thoát nhanh ra nơi an toàn sẽ nhiễm độc khói, sẽ gây tử vong. Việc thay đổi công năng sử dụng nhà ở thành quán karaoke nhưng không chú ý đến các cái điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy như không đảm bảo lối thoát nạn, không được trang bị các phương tiện thiết bị báo cháy và chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, nên không phát hiện được đám cháy sớm. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an cũng cho biết hầu hết các cơ sở kinh doanh karaoke hiện nay không đảm bảo về lối thoát nạn.
Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh không lắp đặt trang bị các phương tiện, thiết bị báo cháy và chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố chỉ dẫn thoát nạn, nên không phát hiện được đám cháy sớm, không kịp thời cứu chữa khi đám cháy mới phát sinh, gây ra cháy lan, cháy lớn. Ngay sau vụ cháy quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, thì Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã có công điện số 74 ngày 1 tháng 11 năm 2016 chỉ đạo Công an, Cảnh sát Phòng cháy cháy các tỉnh, thành phố, thuộc Trung ương, địa phương thực hiện các cái nội dung sau. Thứ nhất là tổ chức rà soát, tổng kiểm tra các cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người, nhất là các cơ sở có nguy hiểm cháy nổ như quán karaoke, vũ trường, quán bar, nhà hàng. Thứ hai là trên cơ sở, kết quả kiểm tra hướng dẫn cơ sở khắc phục ngay những thiếu sót, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Về khuyến cáo đối với phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh karaoke, thì đối với các cơ sở này thì phải chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh ngành nghề có điều kiện, đặc biệt là quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, trong đó lưu ý một số nội dung sau: là tổ chức cho nhân viên phục vụ tự tìm hiểu, học tập để có kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố xảy ra; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nhân viên, khách hàng chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy; tổ chức quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, nơi đun nấu, thờ cúng, đốt vàng mã, lắp đặt và sử dụng an toàn các hệ thống thiết bị điện. Thực trạng mất an toàn phòng cháy các cơ sở kinh doanh karaoke đã được cảnh báo trước. Đặc biệt, qua nhiều lần kiểm tra, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện những tồn tại này. Tuy nhiên, việc xảy ra cháy tại quán karaoke trên phố Trần Thái Tông, Hà Nội là sự việc hết sức đau lòng mà các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này cần nghiêm túc nhìn nhận và đánh giá lại. Mặt khác, ý thức của nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay cần phải được nâng cao để sự việc đau lòng tương tự không tái diễn trong tương lai.